Hello, xin chào, xin được trân trọng thân chào tất cả các anh em có cùng đam mê sở thích về những chú chim cảnh trên diễn đàn. Lần đầu tiên, cho phép mình được gửi tới toàn thể tất cả các anh em lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Chúc toàn thể tất cả các anh em yêu mến chim cò của chúng ta luôn có sức khỏe tốt, cuộc sống đầy đủ ấm no hạnh phúc, luôn luôn gặp nhiều may mắn. Thế thì ngày hôm nay mình xin được lên một cái video để bàn luận về một trong những cái chủ đề mà thời gian gần đây mình cũng trong những cái khoảng thời gian gần đây đấy, mình đã nhận được nhiều câu hỏi, nhiều ý kiến của cũng rất nhiều anh em hỏi mình về một vấn đề. Đó là nhà em chật, nhà em ở phố, nhà tôi ở phố chật chội, tôi cũng muốn sở hữu một vài em chim cảnh nhưng không biết nên chọn loại nào, giống nào để nuôi, vì rằng là nhà chật cho nên là sợ là nuôi có những em thì phân do nó hôi hám ở trong nhà, lông lá nó rụng, nó làm mất vệ sinh môi trường trong nhà, hay là nó hót to quá nó lại làm ảnh hưởng tới những người hàng xóm, những người xung quanh và ngay cả những người trong gia đình nhà mình cũng có những người không yêu thích chim cảnh. Thế thì một vài anh em cũng băn khoăn hỏi mình như vậy. Có một số anh em cũng băn khoăn hỏi mình như vậy. Như vậy là hôm nay cũng giao rất nhiều khoảng thời gian thì hôm nay mình mới quyết định là làm một cái video để cùng trao đổi, bàn bạc với anh em về cách thức chọn chim cảnh để nuôi trong nhà ống, nhà phố anh em nhé. Thế thì đấy, chính vì lý do là chúng ta nhà ở ống, nhà phố chật hẹp cho nên không muốn, không biết là nên chọn chim gì, thì chúng ta phải, trước khi chọn bắt một con chim về nhà nuôi, chúng ta phải tính đến các yếu tố sau đây. Thứ nhất, trong nhà ống, nhà chật thì chúng ta không nên nuôi chim quá to, lồng quá rộng, đấy, nó chiếm nhiều diện tích trong nhà, đấy là một cái điều rất dở. Điều thứ hai, chúng ta không nên nuôi những con chim mà tiếng nó cũng quá to, tiếng nó cũng quá to, nó quát tháo, nó gào, nó chối tai. Ở trong nhà ống mà một mình chúng ta thì không sao, chúng ta đam mê yêu thích chim cò thì không sao, nhưng mà ngay những người thân của chúng ta trong gia đình, nhiều người không thích thì cũng không thể chịu nổi cái tiếng hót chối tai của em nó. Hay và cái điều thứ ba nữa, đó là chúng ta cũng phải nuôi con chim gì để một là lông nó ít rụng và hai là cái phân của nó cũng không quá có mùi, không quá ướt, không quá có mùi, đấy nó gây ra là ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chính chúng ta, của những người thân trong gia đình. Đấy. Và thứ tư, đó là ở trong nhà ống rồi thì chúng ta cũng phải chọn những loại chim mà nó cũng tương đối là dễ nuôi, dễ nuôi. Đấy, thế thì nó một trong những cái, đấy là một trong những cái điều ở đấy, trong một là, đó là những cái điều mà trước khi nên chọn một em họa mi, chọn một em chim cảnh về chơi thì chúng ta nên được phải tính toán đến những cái điều đó. Thế thì sau đây mình xin được phân tích và đưa ra đến từng em chim một, những em chim một, những em nào là những em xếp bắt đầu từ số 1 là những em nên chọn nuôi ở trong nhà ống. Thế và mình sẽ nêu rõ lý do tại sao lại nên chọn nuôi ở nhà ống. Thứ nhất là mình phải nói đến là chọn một em chim nuôi trong nhà ống, cái em số 1 mà theo mình lên bắt về nuôi ở đây, đó chính là em Trích Chòe Than anh em nhé. Đó chính là em Trích Chòe Than. Tại sao lại là em Trích Chòe Than? Thì mình xin phân tích một số điều sau đây. Thứ nhất, em Trích Chòe Than không phải là em chim quá to, người nó vừa phải. Đấy, người nó vừa phải. Và cái điều thứ hai là một cái điều rất quan trọng trong việc nuôi chim trong nhà ống, đó là em chim Trích Chòe Than có thể, chúng ta có thể nuôi trong lồng nhỏ, lồng vừa được, những cái lồng như lồng
trước đây đồng lam lan ấy, à, xin lỗi lam vanh ấy, đồng nhỏ trèo cao, đường kính của lồng nó chỉ khoảng 30 cm thôi, treo cao là vòng 5 vanh. Thì thứ nhất là cái lồng nhỏ chúng ta treo không đỡ chiếm diện tích trong nhà. Thứ hai, à đấy, đấy là điều thứ ba nữa, điều thứ ba nữa là điều mà anh em cũng hết sức quan tâm, đó là em trở than đấy, cái phân nó đi nó không đến nỗi là bẩn. Và con trẻ than nó ít dụng lông, nó chỉ thay lông theo mùa. Thế cho nên là hội tụ mấy cái điều như thế thì mình nghĩ rằng là một trong những cái em chim đầu tiên đáng nuôi nhất ở trong nhà ông đó là chim chích trẻ than. Đấy, không phải nuôi lồng to, con chim nó vừa phải. Và đặc biệt giọng hót của nó đấy, cũng nhẹ nhàng, thánh thót, rất là dễ nghe. Nó không quá chói tai. Đấy, thì mình đánh giá cái em chim số 1 chúng ta lên nuôi ở trong nhà ống, nhà phố chính là em chích trẻ than. Thế đến số 2 đó là chim gì? Thì theo mình số 2 là chính là họa mi. Chính là họa mi. Họa mi thì chúng ta mình chọn những em họa mi thuần đã được đào tạo huấn luyện. Nó đã được đào tạo huấn luyện là giọng hát hót của nó không quá chối tai. Hát hót cũng giọng cũng vừa phải, nên những em mình đã được đào tạo huấn luyện thì giọng nó không quá to, quá chói tai, nó vừa phải, hay là giọng hót nó cũng vừa phải, chúng ta có thể để trong nhà nghe em nó hót được. Và cái điều quan trọng nữa đó là cái lồng của em nó cũng không quá to, chúng ta có thể nuôi em một em họ đi trứng ở trong lồng mái, nuôi trong nhà để hót cũng được, không sao hết, không sao hết anh em nhé. Đấy, 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 theo mình em con thứ hai chúng ta có thể nuôi được trong nhà chính em họ mi. Và cái quan trọng là họ mi nó cũng dễ chăm, dễ nuôi, và phân do của nó cũng vừa phải, nó không quá nhiều, đi nhiều phân và nó cũng không quá là có mùi hôi. Cái phân trẻ than đấy chúng ta nuôi phân họ mi đấy chúng ta nuôi trong nhà là một tuần chúng ta chỉ cho ăn là 2-3 bữa dế hoặc là sâu thì phân của nó rất là khô và không có mùi. Thế đấy là lý do thứ cái em thứ hai mà mình nghĩ là chúng ta lên nuôi ở trong nhà ống chính là em họ mi. Thế và em chim thứ ba ở đây theo mình chúng ta lên nuôi chim ở trong nhà đó là em trào bào. Anh em ạ, em trào bào. Em trào mào thì mình phải nói thế này, con trào mào ấy, cái ưu điểm của nó là giọng hót rất là vừa phải, hay hót, hót hay, thậm chí có những em là còn cả thường xuyên múa hót ở trong nhà cho chúng ta thưởng thức, chúng ta quan sát nữa. Và con chim nó cũng vừa phải, nuôi ở cái lồng nó cũng có thể gọn gàng, lồng vuông nhỏ để góc nhà hợp lý, tiếng hót của nó không to, nó không làm ảnh hưởng đến nhiều người. Đấy là em trào mào. Tuy nhiên em trào mào thì nó có một cái điểm dở anh em ạ, điểm dở đó là em trào mào thì nó phải ăn hoa quả, tất nhiên nó ăn cả sâu dế. Thế và nó ăn hoa quả thì trào mào thường thường phân nó hơi lát, phân nó hơi lát. Thế nếu anh em mà nuôi trào mào ở trong nhà mà không có thời gian hàng ngày dọn phân thay đấy lồng thì phân nó hơi lát, và nó dẫn đến là nó sẽ tạo ra mùi ở trong nhà. Thế cho nên chính vì vậy mà em trào mào mình thì xếp vào hàng lên nuôi thứ ba ở trong trong nhà ống nhà phố anh em nhé. Thế và em thứ tư theo như mình nên chúng ta lên nuôi ở trong nhà đây, em đứng thứ tư là em vành khuyên. Em trình vành khuyên thì nhỏ xinh đẹp trong cái lồng nhỏ, ngắm ai cũng thấy con mấy em thành khuyên nó đẹp. Đấy, nếu chúng ta kiếm được những em thành khuyên mà thuần họa tép, lông lá xong xuôi, ăn cho chăm mẵn tốt, màu lông vàng óng mượt, xanh mướt, rất là đẹp, rất là đẹp ở trong nhà. Hơn nữa cái lồng nó lại nhỏ nhắn, xinh xắn vừa phải. Đấy, tuy nhiên là em thành khuyên nó có một cái nhược điểm như này anh em. Cái nhược điểm lớn nhất của em vành khuyên, tuy là chim nhỏ
nhưng nó ăn rất nhiều, ăn rất nhiều và nó cũng đi rất nhiều phần anh em ạ, ăn rất nhiều phần đấy. Một em Thành Khuyên có thể là một ngày nó có thể đàn hết đến cả một cống cám như này, cả một cống cám như này. Thế là có thể Thành Khuyên thì nó hót rất nhỏ nhẹ thánh thót ở trong nhà, nó đẹp như thế này thì ai cũng yêu mến, ai cũng thích dưỡng thích nuôi. Nhưng mình chỉ xếp nó hàng dòng thứ tư anh em nhé, nuôi trong nhà ống thì nó chỉ là hàng thứ tư, bởi vì em này thực ra là chim nhỏ nhưng ăn nhiều và đi phân nhiều, phân của nó cũng có mùi. Thế mà nếu không may chúng ta bắt phải một em Thành Khuyên mà nó có cái phân nó nhão nó ướt nữa thì để trong nhà này khó có thể chấp nhận được anh em nhé. Thế tiếp đến thứ năm, có thể nuôi trong nhà thì em thứ năm là em chè lửa. Chè lửa thì phải thấy ngay một điều này này, cái nhược điểm với chè lửa đó là lồng nó to nó rộng, lồng to nó rộng. Đối với những em chè lửa đuôi dài chúng ta buộc phải nuôi lồng to lồng rộng thì em nó mới có thể đẹp mà có thể múa hát trong ta xem được. Thế tuy nhiên nếu chúng ta nuôi chè lửa trong nhà ống ấy, nhà chật ấy, nhà phố đấy thì chúng ta lại không nên nuôi lồng nuôi chim có lồng đuôi dài, mà chúng ta chỉ nuôi những em nuôi lồng đuôi khoảng 45-46 thôi thì cũng không cần cái lồng quá to. Thế tất nhiên là mình cũng chỉ xếp vào hàng thứ năm thôi là chè lửa. Chè lửa thì nó hót cũng thánh thót vừa phải, ở trong nhà có thể nghe được, nó không chói tai, không ầm ĩ, mọi người đều có thể nghe được. Hay và cái nhược điểm lớn nhất của nó là cái lồng to thôi, đuôi dài thôi. Chứ còn không thì nếu không sợ cái chuyện lồng to đuôi dài thì chè lửa có thể xếp lên hàng thứ hai sau chè than anh em ạ. Nếu là đứng ra đường ở nhà phố thì không nên nuôi chim đuôi quá dài. Thế còn cái ưu điểm của chè lửa là một là nó hót cũng vừa phải, hót hay hót suốt cả ngày và cái phân của nó cũng hết sức là bình thường thôi. Mặc dù là chè lửa chúng ta phải cho ăn nhiều sâu dế thì nó mới hót, nhưng mà cái phân của nó thì nó lại cũng hết sức bình thường, cái phân của nó không quá hôi quá bẩn như phân chim chảo màu như mình khuyên anh em ạ. Thế và tiếp đến thứ sáu thì theo mình là chúng ta có thể nuôi em yến ở trong nhà hàng thứ sáu. Tại sao em yến là chỉ được xếp hàng thứ sáu? Bởi vì con yến hót thì nó hót cũng rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái, rất nhẹ nhàng, rất êm ái, rất vừa phải, lại còn đẹp, còn hót suốt cả ngày nữa. Nhưng vì sao xếp hàng thứ sáu được? Bởi vì thực tế là em chim yến này đấy là nó ăn kê, cái đặc điểm của chim yến là nó ăn kê, nó ăn kê nó nhảm. Mà ở trong nhà ống nhà chật thì có cái nhảm vỏ, vỏ của hạt kê nó bay trong nhà suốt ngày, bay lung tung cả thì nó sẽ gây bẩn, ô nhiễm môi trường, bụi bặm. Thế cho nên em yến là mình chỉ hết xếp hàng thứ sáu thôi anh em nhé. Đến hàng thứ bảy là chim cu gáy anh em. Chim cu gáy, cu gáy thì nó có một ưu điểm là chúng ta có thể nuôi trong lồng rất nhỏ, mặc dù con chim cu nó to, nó lồng rất nhỏ để trong nhà nó rất là gọn. Thế và phân của cu gáy thì thường lúc này em cu gáy bình thường thì phân nó rất là khô, không có mùi, không tạo ra mùi hôi ở trong nhà. Thế và giọng gáy của cu gáy thì nó lại cũng rất là nhẹ nhàng, êm ái, chứ nó không quá to làm cho những người không thích chim nuôi chim thì bị nhức đầu đau đầu. Đấy cái nhược điểm của em cu gáy, à cái đấy là cái ưu điểm của em cu gáy. Đấy thế. Nhưng mà sao mình lại xếp mãi hàng thứ 7 nha. Em cu gáy, thực ra em cu gáy nó là một trong những em chim mà ưu điểm thì vừa nói rồi, nhưng nhược điểm lớn nhất của nó là nó gần như nó thay lông quanh năm anh em ạ. Có đến mùa vụ chính nó thay lông, rụng nhiều lông nữa này. Nhưng mà không phải vụ của nó thì em cu gáy gần như nó thay lông suốt ngày, suốt quanh năm, gần như lúc nào nó cũng rụng lông. Thế và rụng những cái mày, cái chân lông ấn lông ống nó ánh ra ngoài này. Gần như thay quanh năm vậy thì nó tạo ra là trong nhà nó luôn luôn bị bụi bặm nếu chúng ta nuôi cu gáy. Thế chính vì vậy mà cu gáy mình chỉ xếp từ hàng thứ bảy thôi. Và cuối cùng hàng thứ tám đó chính là em khiếu anh em. Em khiếu thì mỗi người thì có thể thích một loại khiếu bạc má hoặc là khiếu mun, nhưng thông thường mọi người thích khiếu mun hơn, bởi vì thích khiếu bạc má hơn, bởi vì khiếu bạc má nó đẹp hơn. Hót thì có thể là khiếu bạc má chưa chắc nó hót hay bằng khiếu mun, đấy là chưa chắc thôi. Nhưng còn thì thực ra mỗi con nó một giọng, và có những con khiếu bạc má hót cũng rất hay, rất nhiều giọng, có con khiếu mun chưa chắc nó hót hay. Thế cho nên là khiếu thì cũng là nhiều người rất thích nuôi, và mình cho rằng nuôi em khiếu là một trong những em
rất là hay, rất là vui cửa vui nhà. Em khiếu thường thường nó hay hót, mau mồm, lắm miệng và lắm giọng. Tuy nhiên em khiếu nó có một cái nhược điểm lớn nhất mà mình xếp hàng thứ 8 hàng cuối cùng trong dòng chim cảnh, những em chim mà mọi người thường xuyên chơi trong nhà, đó là em khiếu nó có cái nhược điểm lớn nhất của nó. Em này giọng nó rất là to, và em khiếu thì khó mà có thể huấn luyện cho nó hót giọng nhỏ xuống được. Và nhất là em khiếu vào buổi trưa thì nó hay có cái giọng nó khạc, nó là khạc, nó kêu rất là to. Và nhất là buổi trưa trong nhà mà có những ông cụ già thì khó có thể nghe được cái tiếng con khiếu nó khạc vào buổi trưa trong nhà. Thế còn bình thường thì nó hót cũng rất nhỏ nhẹ đấy nha, cũng không phải là nhỏ nhẹ, nhưng bình thường thì con khiếu nó hót thì cũng đã là to, nhưng mà không đến lúc quá to, nhưng cái giọng khạc của nó rất là to. Và cái nhược điểm nữa là cái con khiếu này chúng ta nuôi ở, tất nhiên nó có thể nuôi ở lồng mi, là lồng bé nhất dành cho khiếu, nhưng mà nói tóm lại là vẫn phải nuôi cái lồng to. Thế đấy là cái điều mà mình xếp vào con khiếu khiếu vào cái hàng cuối cùng, là không nuôi là nuôi chim cảnh, có thể nuôi trong nhà nhưng xếp hàng cuối cùng, bởi vì khiếu là giọng nó to, trong nhà nó hay chối tai, nó gây cho nhiều người không thích nuôi chim, chắc chắn là sẽ khó chịu với cái giọng hót của nó. Thế là mình chỉ thấy là khiếu nó hót rất nhiều giọng, rất là vui tai, gần như hót suốt ngày. Thế thì đấy là cái ưu điểm của nó. Thế đấy là 8 loại chim mà mình sắp xếp theo trình tự từ trên xuống dưới. Thế anh em mà khi mà đam mê thích nuôi chim thì chúng ta có thể đảm đi một vài thứ tự mà chúng ta chọn những con chim nó phù hợp với lại không gian trong nhà chúng ta. Nếu mà chúng ta thấy rằng em nào nó phù hợp hợp lý thì chúng ta có thể bắt chim ăn, bắt những con đó về nhà nuôi ở trong nhà chúng ta. Thế cuối cùng là xin được trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi video. Và xin chào thân ái và hẹn gặp lại anh em ở các video khác.